Ăn cái gì cũng được, miễn sao nó đảm bảo sức khỏe của mình được. À, cái số tiền mà hai nhận được từ cha là một. Con Khánh xin chào cha, con cảm ơn cha rất nhiều. Cha đã gửi tiền cho. Cháu Tuyên xin gửi lời chào đến các bác cô chú anh chị và quý khán giả nhé. Tiếp tục quay trở lại kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì cháu Tuyên tiếp tục đi hoàn thiện các cái công việc nhà bé Khánh các bác ạ. Và trước khi lên thì cháu Tuyên vào thanh toán tiền vật liệu, bao gồm là bờ để lập cái mái chuồng bò này, cái phần bếp này và sắt, xong là còn gạch nữa. Tại vì là hôm qua anh em làm hết vật liệu rồi, thiếu khoảng 100 viên gạch các bác ạ. Nên là cháu Tuyên phải mua thêm gạch và lấy thêm một số vật liệu để hoàn thiện nốt cái phần điện của nhà bé Khánh. Bởi vì hôm nọ anh em thợ điện người ta kê cho mình ấy, thì bị thiếu mất nguyên vật liệu. Thành ra là cháu Tuyên phải mua sắm sớm lên để hoàn thiện nốt cho bé Khánh. Công việc thì còn rất là nhiều. Còn ngoài ra là còn cái trần nữa. Tuy nhiên thì còn cái gác xếp ấy các bác ạ. Gác xếp thì hiện tại cháu Tuyên đang đặt đồ, chưa lên. Do vậy là cháu Tuyên sẽ cho lên sau. Mời các bác cô chú anh chị tiếp tục đồng hành với cháu Tuyên nhé. Một ngày mới cháu Tuyên xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến các bác cô chú anh chị và quý khán giả, một sức khỏe dồi dào và một ngày làm ăn thành công nhé các bác. Dạ, thầy xuống để thanh toán tiền ạ. Cháu gửi tiền với cô Loan đây. Hôm nọ cái hóa đơn kia cháu gửi cô nhận được chưa? Nó phải đi quay chứ, ở nhà làm gì đâu. Bé nhưng mà học dần nó khác được. Ở nhà suốt ngày tivi thôi cô ạ. Sắt lên bốc chưa cô? Đang bốc chưa? Cháu cần hóa đơn thì có đây thôi. Đi sang xe xem nhỉ. Bốc xếp gạch như thế nào. Nặng lắm không anh chú? Nặng không? Được. Được rồi. Sáng sớm thì anh em bốc vác chưa đi làm nên là lái xe phải vất vả hộ bốc đi. Sắt thì gác lên trên hay để dưới anh? Gác thì... Xong để dưới. À, để dưới không có gì đè vào nhỉ. À, nhưng mà nó cũng không thò ra bao nhiêu đâu mà anh. 6 mét. Cắm vào đây. À, 10 cây thì không sợ đâu nhỉ. À, sợ quệt đi điện thôi. Em đi trước, em ngắm trước. Đầu viên nữa nhỉ. Em bây giờ đi mua một ít đồ. Anh bốc sắt nhé, xong là lên luôn. Em lên trước. Bây giờ thì cháu Tuyên sẽ cùng với
Để Khánh ăn sáng đó các bác nhé. Để chào Khánh, xin chào các bác, các chú, các anh chị. Em chào anh Tuyên ạ. Bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau hoàn thiện cái phần điện ở trong nhà nhé. Đâu rồi, túi bánh mì để đâu rồi? Hả? Hả? Đi, đi Khánh đi lấy bánh mì về ăn sáng đó. Vừa ăn sáng vừa nói chuyện. Nói chung là cái phần cổng hiện tại bây giờ đã và đang trong quá trình hoàn thiện rồi. Anh ơi, khi nào xong anh hộ em nhờ thợ xây họ chắp vá hộ em một tí nhé. Mất nhiều góc quá. Mấy góc này. Ở đây không có nước tưới. Nó khô ấy. Ăn sáng chưa anh? Nay ăn bánh mì không thôi. Ăn sáng thì ăn vội vàng, sáng nay thì dậy sớm các bạn, dậy sớm đi để bốc hàng lên xe. Thành ra là không có ấy được. Mời các bác ăn sáng. Chào Khánh, xin mời các bác cùng với anh Tuyên với cháu ăn sáng nhé. Mời các bác nhé. Anh em cháu tranh thủ ăn sáng xong để hoàn thiện một số công việc các bác ạ. Chút nữa xe về thì sẽ cùng nhau hạ xuống. Hôm nay thợ anh em thợ xây là lên hơi muộn một tí. Bánh mì không hơi khó ăn một tí các bạn. Nhưng mà đã lên xóm lên bản rồi, không có gì ăn cái đấy đâu. Nhiều các bác cứ bảo là cháu kẹt xỉ, không mua cho các em cái này cái kia ăn. Nói thật với các bác ấy, bản thân cháu cũng ăn, không phải là chỉ mua cho mấy anh em ăn, chính bản thân cháu mới là ăn nhiều. Cháu ăn như thế nào thì anh em ăn cùng với cháu như vậy. Sống đơn giản, sống giản dị thôi, không có gì phải sơn hào hải vị làm gì cả. Ăn nó cũng hết sức là bình thường thôi. Sống ở đời thì không cần phải phô trương quá các bác ạ. Các bác cũng không nên soi mói anh em nhiều quá đâu. Cháu nghĩ là nó đơn giản thôi. Nhớ bác bảo đi với các bé thì phải cho các bé ăn cái này, phải cho các bé ăn cái kia. Nói chung là để làm hài lòng mọi người thì rất là khó. Hơi khô nhỉ? Vâng. Anh đi vào trong kia không có chai nước à? Mình đáng nghèo rồi, đã khổ rồi, lại còn đi ăn sang nữa thì nó không xứng tầm. Trước có đưa bé Tính đi thì các bác có bí bảo là đi cùng với bé Tính thì sao không mua cái gì cho bé ăn ngon ngon một tí. Đi với cháu tên thì như thế đâu, có cái gì ăn cái đấy, không phải đòi hỏi gì hết. Nhà mình có sao ăn vậy. Tất nhiên là nó dễ nuốt hơn mèn mén rất nhiều các bác nhé. Không có nước anh ạ. Thế nào? Mèn mén thì mình chan nước lã thì mình ăn nó khó hơn cái này nhiều. Đúng không anh? Vâng. Phải không? Phải. Cái này ngon hơn mèn mén chứ đúng không? Rồi. Cái này nó cũng gần giống mèn mén rồi, nhưng mà thực ra thì cái bột mì nếu mà để mà nấu như mèn mén thì không ăn được đâu. Ta biết bột mì người ta làm kiểu gì mà nó thành cái bánh mì như thế này. Nói chung là ăn cũng chỉ để no thôi. Ăn cái gì cũng được, miễn sao nó đảm bảo sức khỏe của mình được. Nên xóm lên bản thì không cần phải đòi hỏi những cái sơn hào hải vị có quá ngon. Nhiều lúc thì có thể mình ăn làm mạc một tí cũng được, còn no cái bụng mình là được.
Parmesan men ngon à? Ăn không hết thì để kia nhé. Chút nữa ai đói thì ăn tiếp. Khi nào mà đừng nghỉ đi về. Tuần sau chắc chắn là trong tuần này thì anh em sẽ hoàn thiện nốt cái nhà của em. Mai là bắt đầu đi học đúng không? Chiều nay đi hay sáng mai đi nhỉ? Sáng mai đi. Sáng mai đi thôi nhỉ. Sáng mai đi thì chiều thứ bảy, chủ nhật lại về. Chủ nhật về thì có khả năng là anh em sẽ quét dọn toàn bộ cái đường này cho nó sạch sẽ. Bột ở kia còn bao nhiêu thì cho anh em hót sử dụng nốt. Còn dư bao nhiêu thì cứ sử dụng hết đã. Sau đó thì vệ sinh sạch sẽ con đường này để đi lại cho nó dễ dàng. Tiếp tục công việc. Đây các bác đánh giá một chút về cái phần song sắt ở ngoài. Thì thực ra cháu Tuyên cũng nghiên cứu rất là kỹ rồi. Thế mình làm cái kiểu B40 như trước anh em thợ xây người ta tư vấn thì kiểu nó cũng hơi khó. Đây cái bông mic vậy đây. Bởi vì là nếu mà B40 thì nó nặng lắm. Trông vậy thôi B40 nó sẽ nặng hơn cái song sắt này nhiều. Mà bên B40 thì cái độ chắc của nó lại không bằng cái loại này. Và đặc biệt là cái góc độ thẩm mỹ. Độ thẩm mỹ thì cái B40 thực tế nó chỉ phù hợp với cái người nào mà người ta thích làm như kiểu rào vườn hoặc là rào con vật nuôi thì có thể nó hợp lý. Nhưng mà để làm cái cổng nhà thì nó không hợp lý cho lắm, vì nó thẩm mỹ nó không được đẹp. Ở đây chắc phải trên này phải hàn nữa. Trên hàn đính ở cái xà lên cái vào cái đầu góc bên này này. Để đâu rồi? Để gọn vào nhá, tí nữa dùng không bẩn. Bây giờ em hộ anh soi nhá. Để anh đấu nốt cái điện này nhá. Đây. Đấy, về đây.
được chưa? Rồi ra đây. Trước tiên thì anh thông tin với em một số công việc nhé. Thứ nhất là hôm nọ cha có gửi tiền cho em thì để hỗ trợ cho cái việc làm hiện tại anh em mình đang làm ấy. Thứ nhất là về phần sơn này, rồi là cái gác xếp này, phần cổng hiên nhà này, rồi là chuồng bò này, phần điện nước này, rồi là một số các hạng mục khác nữa. Thì đến hôm nay anh đã nhận được đầy đủ số tiền mà cha đã gửi là 111 triệu, bao gồm số tiền đó là cả tiền của cha gửi tặng anh kinh phí để đi lại. Con cũng xin gửi lời cảm ơn cha rất là nhiều đã gửi cho con một số tiền lớn để hỗ trợ cho con đi lại, giúp đỡ cho bé Khánh uống nước. Cha dặn là uống nước thôi, nhưng mà cái số tiền này con hứa với cha là con sẽ để phục vụ giúp đỡ các em, cũng như là trong cái câu chuyện làm tín nguyện thì con sẽ cố gắng làm sao để sử dụng số tiền này làm sao cho nó hợp lý và sao cho nó phù hợp. Còn bây giờ bé Khánh thì chia sẻ với cha đôi lời nhé. Vâng. Tay vào. Rồi, con Khánh xin chào cha. Con nói to lên. Con Khánh xin chào cha. Con cảm ơn cha rất nhiều. Cha đã gửi một số tiền cho anh Tuân để đi lại giúp con. Cái số tiền này là giúp đỡ cho em là chủ yếu thôi. Anh chỉ được một phần nhỏ nhỏ cho đấy thôi, được chưa? Tổng là 111 triệu. Đấy, anh đã nhận đầy đủ. Thì cha có dặn là chỉ phần của anh chỉ có 5 triệu thôi. Cho nên là phần của anh thì anh sẽ tự chi tiêu. Còn cái phần mà cha hỗ trợ cho em còn lại ấy, thì hơn 100 triệu. Thì cái số tiền đó anh sẽ sử dụng để làm tất cả mọi việc cho em. Hiện tại bây giờ thì như các bác, cô chú, anh chị cũng đã thấy là cháu Tuyên đang tiến hành và đang trong giai đoạn hoàn thiện cái căn nhà của bé Khánh rồi. Rất cảm ơn các bác, cô chú, anh chị và hy vọng các bác, cô chú, anh chị để lại comment, bởi vì đây là sản phẩm đầu tay của cháu Tuyên khi tiến hành làm ngôi nhà của bé Khánh, và tất cả các ngôi nhà khác cũng là cơ hội và là kinh nghiệm để cháu Tuyên đúc kết dần dần khi mà tiến hành các ngôi nhà khác để mà hoàn thiện cũng như là làm một cách chuẩn xác và chỉn chu hơn cũng như là đẹp hơn trong việc sử dụng, cũng như là các cái công năng sử dụng nó cũng sẽ phù hợp với cái không gian sống của các bạn. Đặc biệt là bé Khánh thì thường xuyên phải đi vắng nhà, thường xuyên phải đi lên lớp theo học, thành ra là cái căn nhà nó rất là quan trọng và cái phần cổng này rất là quan trọng các bác này. Đây, cameraman di chuyển ra phần cổng cho quay cho các bác xem. Phần cổng rất là quan trọng nhé, bởi vì là cái phần cổng này là cái phần để bảo vệ chính cái ngôi nhà. Bởi vì là nếu như mà mình không có bảo vệ được cái phần cổng này thì trâu bò hay là những cái động vật khác thì sẽ vào đây để thâm nhập vào trong này. Thành ra là cháu Tuyên cũng muốn là cái phần cổng này phải đảm bảo được cái che chắn được con người là một, thứ hai nữa là động vật. Rất nhiều cái cháu Tuyên cần phải làm để bảo vệ cũng như là duy trì được cái thứ nhất là cha cũng hiểu và tất cả những cái khoản này thì là cha hỗ trợ cho bé Khánh, và căn nhà này là cha hỗ trợ 100%. Đây là một trong những sản phẩm mà từ cha hỗ trợ, cháu Tuyên chỉ là người kết nối và là người tiến hành song song cùng với cha để mà hỗ trợ cho bé Khánh thôi. Hoàn thiện được căn nhà này thì không đơn giản đâu các bác ạ, rất là khó khăn và rất là vất vả, bởi vì cái móng nhà rất là cao. Có lẽ căn nhà này cái tiền công nó sẽ hơi cao, các bác đừng so sánh với những cái căn nhà khác của anh em làm nhé, bởi vì nó sẽ hơi khập khiễng. Do vì là cái căn nhà này thì cái phần móng cao là một, thứ hai nữa là cái vật liệu rồi các thứ nó cũng khá là phức tạp, bởi vì ở đây là đường bê tông thì mình đi xe nhỏ thôi, không thể vào xe to được. Như các cái nhà khác như nhà em Thím này thì có thể đi xe to vào được,
Còn nhà này thì xe nhỏ và cái khối lượng chở nó cũng không quá nhiều các bác ạ. Hôm nay thì anh chở vật liệu lên để hoàn thiện nốt cái chuồng bò nhé. Đã xong rồi, vật liệu đầy đủ rồi. Bà rô thì cũng có rồi, sắt có rồi, bây giờ anh em chỉ việc làm thôi. Sắp tới này là gần xong đến nơi rồi đấy. Thì vật liệu thì bây giờ đã tập kết ở đây hết rồi. Anh em cũng đang hoàn thiện những cái hạng mục còn lại, các bác thấy đây này. Những cái niềm vui gần như là vô bờ bến của anh em đây. Đấy, thợ sắt cũng đang hoàn thiện và thợ xây cũng đang hoàn thiện, rất là vui mừng các bác ạ. Thì trước khi đi kết thúc video này, em Khánh gửi lời cảm ơn cha. Cái số tiền mà hai nhận được từ cha là 111 triệu, thì trong đó là cha có nói là gửi tặng cho anh 5 triệu để tiền xăng xe đi lại, cũng như là hỗ trợ anh tiền nước để khi lên hỗ trợ các em. Thì cái số tiền này không chỉ hỗ trợ cho bé Khánh, cái số tiền 5 triệu các bác không phải là nói về cái vấn đề lớn nhé, cái số tiền mà cha cho cháu Tuyên thôi. Các bác đang nghe thì các bác cố gắng hiểu cho cháu nhé. 5 triệu thì cháu Tuyên không chỉ hỗ trợ cho bé Khánh và còn hỗ trợ những cái hoàn cảnh khác nữa, ví dụ như là máy tính hay là hai anh em mồ côi. Thì khi các em cần cái gì và trong lúc đồng hành cùng với cháu Tuyên, các bé cần gì cháu Tuyên sẽ trích ra và hỗ trợ cho các bé. Đấy là nhiệm vụ, và cái số tiền này thì cháu Tuyên sẽ âm thầm làm và không có công khai nữa. Còn cái số tiền mà cha hỗ trợ cho bé Khánh là 111 triệu, trừ đi 5 triệu thì còn 106 triệu. Thì cháu Tuyên sẽ sử dụng vào mục đích, như các bác cũng đã thấy, đây là toàn bộ cái số tiền mà cha đã hỗ trợ cho cháu Tuyên để tiến hành làm cái hạng mục còn lại. Không chỉ như thế này đâu các bác ạ, còn rất nhiều những cái hạng mục khác nữa, ví dụ như là gác xép là một, thứ hai nữa là cái nội thất sắm sửa trong nhà là hai, và cái màu sơn của căn nhà là ba. Ba cái phần quan trọng nữa ở trong nhà. Tuy nhiên thì bây giờ phải hoàn thiện tất cả các hạng mục đã thì cháu Tuyên mới có thể đem những cái phần còn lại lên đây để hỗ trợ cho bé Khánh. Thứ nhất là cháu Tuyên cũng xin cảm ơn các bác cô chú anh chị đã luôn luôn thấu hiểu và đồng hành cùng với cháu Tuyên và bé Khánh trong suốt thời gian vừa qua. Thì một niềm vui lớn đối với bé Khánh đó là có căn nhà và có được một cuộc sống ổn định. Và bé Khánh thì nhớ rằng học hành là trách nhiệm và là nhiệm vụ của em lớn nhất hiện tại bây giờ. Nhớ chưa? Vâng. Nhiệm vụ của em là học, và học thật tốt, học thật giỏi. Đó là nhiệm vụ của em để đền ơn đáp nghĩa với anh và cả cha, hay là với các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân, quý khán giả yêu quý em. Thì em phải học hành thật tốt và học hành thật chăm chỉ. Nhớ chưa? Để ghi nhớ công ơn, cũng như là nhớ ơn những người đã hỗ trợ mình, những người đã giúp đỡ mình, thì không có gì khác, mình phải thành công, phải trở thành một con người có ích cho xã hội và đất nước. Đặc biệt là có thể lớn lên mình sẽ tiếp bước các anh để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khác cùng chung cảnh ngộ với mình. Đó là trách nhiệm của em, và em cần phải phát huy những cái năng lượng tích cực để trao dồi những cái kiến thức tốt đẹp đến với mọi người. Bây giờ thì em gửi lời cảm ơn cha. Nhớ chưa? Quanh tay vào. Con Khánh xin chào cha, con cảm ơn cha rất nhiều. Cha đã gửi tiền cho cháu để anh Tuyên làm nhà cho cháu, con nhà cho con. Ừ. Con cảm ơn cha rất nhiều, và con chúc cha luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Con Tuyên cũng xin chào cha. Con cảm ơn cha về tất cả những gì mà cha đã dành cho các con. Các con ở bên này luôn luôn cầu cho cha mạnh khỏe, hạnh phúc. Và lúc nào cha mạnh khỏe thì chúng con mới được vui. Con cầu cho cha bình an và nụ cười luôn luôn tỏa trên môi. Chúng con sẽ cố gắng để hoàn thiện với khả năng của chúng con. Và chúng con hứa với cha là sẽ đồng hành với nhau và sẽ cùng nhau để mà tiến bước xa hơn. Và là những người sống có ích, sống có trách nhiệm với đất nước và với con người, cũng như là với những cái hoàn cảnh khó khăn và những cái bạn trẻ mồ côi khác. Con hứa với cha là con sẽ giúp đỡ các em đến nơi đến chốn, học hành, ăn ở, sinh hoạt, phát triển. Con hứa với cha tất cả những gì mà con hứa thì con sẽ làm, và con sẽ làm đến nơi đến chốn. Hãy cho con thời gian, và cha hãy cùng đồng hành với con và tất cả quý khán giả, các bác, các cô chú, các mạnh thường quân, hãy đồng hành cùng với cháu Tuyên. Không chỉ là những lời nói, không chỉ là những cái việc nhỏ, không chỉ là nói suông cho qua. Đây là một thành quả mà các bác đã nhìn thấy. Rất nhiều khán giả thắc mắc với cháu Tuyên là
bản thân cháu Tuyên thì nói nhiều và không thấy làm. Tuy nhiên thì cái quan trọng là vẫn là cái thành quả mình làm ra. Thì đây là cái thành quả mà cháu Tuyên đã cố gắng trong suốt thời gian vừa qua. Bản thân cháu không có ai hỗ trợ và bé Khánh thì còn rất nhỏ. Các bác cũng đã thấy một cái đứa bé thì mới đang có 14 tuổi thôi. Không thể hỗ trợ được cháu Tuyên cái gì cả. Do vậy là cháu Tuyên đã cố gắng làm sao để tiến hành được. Còn các bác là những người khán giả xem, nếu như các bác góp ý tích cực thì cháu Tuyên xin cảm ơn và lắng nghe. Còn các bác nào có những cái sự đố kỵ và có những cái lời nói mà thật sự không có lợi cho bản thân cháu thì các bác nên xem lại cái khả năng của mình. Bởi vì cháu Tuyên cũng xem bình luận khá là nhiều. Trong suốt thời gian vừa rồi cháu Tuyên có đồng hành cùng với bé Khánh hay là cả bé Tính, thì cũng có một vị khán giả ở trên kênh bình luận nói rất là khó nghe và nói rất là khó chịu. Thì hy vọng các bác cô chú anh chị, quý khán giả đang yêu quý quanh của cháu Tuyên và đồng hành cùng với cháu trong suốt thời gian vừa qua, có lẽ là bác ấy cũng không hiểu được cái quá trình mà cháu Tuyên chia sẻ, quá trình mà cháu Tuyên đồng hành với các bé. Thì như các bác thấy, bé Khánh thì một cái sự thay đổi ngoạn mục. Các bác cũng đã thấy là bé cũng có sự thay đổi về tư duy, về cách giao tiếp, về những cái lối sống, nói chung là về cách tiếp cận với những cái nền văn minh xã hội bên ngoài, đặc biệt là cái vấn đề giao tiếp phát triển rất là vượt bậc. Đó là một trong những thành quả. Đấy, mình cần phải nhìn nhận vào những cái thành quả tích cực để mà đánh giá một con người. Đó. Còn hai bé Dính và các bác cũng thấy là cái ngày đầu tiên cháu vào thì bản thân hai bé không nói được một từ, một câu nào. Nhưng bây giờ thì ít nhất là gì? Bé và cũng có thể đọc chữ, bé Xính thì cũng có thể chào các bác, các ông, các bà một cách lưu loát và thành thuật. Và đặc biệt là gặp cháu Tuyên, đó là một cái sự khăng khít tình cảm giữa anh em với nhau. Đó là một sự thành công. Còn bé Tính, khi mà với cháu Tuyên có những cái sự chưa hiểu nhau, đến bây giờ đã hiểu nhau và biết nhau, thì nó cũng có sự phát triển rất là tốt. Và bé Tính cũng có phần phát triển tích cực rất là đáng khen. Đấy, hôm nay thì anh thông báo với cả Khánh nhé, một cái số tiền rất lớn từ cha hỗ trợ tiếp cho em. Có lẽ là em và anh không bao giờ quên ơn của cha. Đó là niềm vui lớn của anh em mình ngay phút giây này. Cha cũng chia sẻ với anh là khi cha giúp được các con thì cha cũng rất là mừng. Cha là một người rất là tuyệt vời, là một tình yêu rất lớn của anh em mình, là chỗ dựa vững chắc cho anh em mình để anh em mình tiến bước xa hơn. Không chỉ là tiền hỗ trợ cho các con, và không chỉ là những sự hỗ trợ từ xa, mà là tình yêu của cha đến với các con nó quá là lớn, nó quá là tuyệt vời rồi. Các con không còn gì để mà chê bai nữa, các con không còn gì để mà chê trách nữa rồi. Các con không biết nói như thế nào để lột tả được cái niềm vui hiện tại bây giờ các con đang mang. Cảm ơn cha rất nhiều, và tình yêu của cha sẽ được tất cả mọi người nhìn thấy, và sẽ được ông trời nhìn thấy, thấu hiểu, và sẽ ban cho cha những sức khỏe dồi dào và những niềm hạnh phúc lớn lao. Con chúc cha mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc tất cả quý khán giả, cô chú, anh chị đang xem thức phim này, chúc các bác thật nhiều sức khỏe và kiếm thật nhiều tiền để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tiếp nữa. Có lẽ là hôm nay anh em cháu Tuyên và bé Khánh cũng chỉ chia sẻ như vậy thôi. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe câu chuyện của cháu Tuyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác ạ, hiện tại cửa hàng nhà cháu Tuyên thì cũng có rất là nhiều mật ong rồi các bác ạ. Đây là đang vào mùa nha các bác, đây là mật ong khoái nhá, mật ong khoái và mật ong rừng rất là nhiều. Còn chỗ bé Tính đang cầm đây là mật ong bạc hà nhá. Ngoài ra thì cháu Tuyên có, đây là hoa đu đủ đấy các bác này, hoa đu đủ đực nhá, phơi khô. Và đặc biệt là cái trà mật ong sâm này thì vào mùa hè này thì các bác uống giải nhiệt thì rất là tốt luôn. Đó. Các bác mua 2 chai mật ong bạc hà như thế này, cháu Tuyên sẽ tặng cho các bác một phần quà nhá. Còn mật ong rừng thì các bác mua 3 chai như thế này thì cháu Tuyên sẽ tặng cho các bác một chai, là thành 4 chai nhá. Đó, như thế này nhá các bác nhá. Còn mật ong khoái thì nó cũng gần giống mật ong rừng này các bác này, màu nó gần giống nhau này. Đây là mật ong khoái này. Đấy, mật ong khoái thì nó sẽ có màu đậm và nó đỏ hơn một chút nhá các bác. Đấy, còn mật ong rừng thì nó sẽ có màu nhạt hơn một chút. Các bác mua thì liên hệ cho cháu Tuyên nhá. Mật ong thì hiện tại bây giờ nhà cháu Tuyên về rất nhiều và cũng đang vào mùa đói của bà con. Cậu mong sự
chung tay giúp đỡ của các bác hỗ trợ cho bà con cũng như là cứu đói cho bà con vào cái mùa giáp hạt này. Và đây là mật ong bạc hà. Mật ong bạc hà thì chỗ bé Tính đang cầm đây này khác hoàn toàn nhau so với mật ong rừng và mật ong khoái nhé các bác nhé. Mật ong bạc hà thì có màu nó vàng và nó trong hơn rất là nhiều. Đây, chỗ bé Tính đang cầm đây này. Đấy. Tất cả các sản phẩm này các bác mua nhà cháu Tuyên thì đều có quà tặng cho các bác để về các bác sử dụng. Cảm ơn các bác rất nhiều. Và những cái sản phẩm như thế này thì các bác nên sở hữu cho mình cũng như là mua về để nhà mình sử dụng thì rất là tốt cho sức khỏe. Cũng như là những cái chất lượng như thế này được cháu Tuyên chọn lọc rất là kỹ lưỡng cũng như là chọn lọc rất là cẩn thận. Về đến tay các bác thì các bác chỉ sẵn sử dụng thôi. Đây là sản phẩm nông sản của địa phương trên Hà Giang. Rất mong các bác, cô chú, anh chị và các nhà hảo tâm ủng hộ cho bà con cũng như là ủng hộ cho cháu Tuyên để có kinh phí đi hỗ trợ các bạn trẻ mồ côi trên vùng cao Hà Giang. Cảm ơn các bác rất nhiều. Mời các bác tiếp tục xem video.